mệt mỏi vì một đống bài tập. Xếp gì deadline nhưng làm mãi không xong. Chưa dùng kiểu gì bấm mãi không được thế này. Bực mình thế nhở? Tại sao lại không tìm đến em chuột không dây công thái học ERA M605W? Chân ái dành cho dân văn phòng và các bạn học sinh sinh viên giá trị hơn 200k. Nhưng mà nên chọn ERA M605W phiên bản màu trắng hay là ERA M605W phiên bản màu đen bây giờ? Và với mức giá như vậy thì chất lượng của hai em nó có xứng đáng để bỏ tiền ra hay không? Cùng mình trải nghiệm luôn nhé. Nhìn vào thiết kế bên ngoài thì màu trắng có sự tinh tế, thẩm mỹ hơn, thời trang hơn. Đa số những bạn nữ như mình sẽ rất thích, nhưng nhược điểm lại hơi khó vệ sinh. Còn màu đen thì cá tính mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng hơn. Tùy vào sở thích của mỗi người thì màu nào phù hợp thì chúng mình lựa chọn thôi. Về cơ bản thì hai phiên bản này chỉ khác nhau về màu sắc thôi, còn lại thông số và chất liệu thì hoàn toàn giống nhau. Với thiết kế công thái học, nhỏ gọn ôm sát vào tay, không bị mỏi tay, phù hợp những bạn nào tay vừa và nhỏ, dễ dàng bỏ gọn vào túi để mang đi học đi làm. Trọng lượng cũng khá nhẹ, chỉ 80g, vỏ ngoài chất liệu nhựa cao cấp cùng đầy đủ 6 phím chức năng. Có nút điều chỉnh DPI theo 3 mức và tối đa lên đến 1600 DPI để phù hợp hơn với nhu cầu của từng người. Dùng làm tác vụ văn phòng, edit hình ảnh video hoặc thậm chí cho những tựa game cơ bản cũng rất ok. Khi nào cũng có ông lại bảo: "Úi giời, chuột có 200 cành, dùng mấy ngày lại hỏng." Thì mấy ông nhầm rồi đấy. Switch bấm siêu bền lên đến 3 triệu lần bấm, tổng thể build thì cũng rất chắc chắn. Tuy nhiên tiếng click sẽ khá to nên hơi ồn ào một chút. Ngoài việc sử dụng receiver 2.4 thì có thể kết nối được cả Bluetooth nữa luôn. Con nút chuyển đổi giữa hai thiết bị cực kỳ nhanh và tiện lợi. Dùng được chắc cả Windows và Mac nên anh em yên tâm sử dụng nha. Bên cạnh đó còn có thể sạc nhanh với cáp Type-C đi kèm. Hơn nữa bảo hành 24 tháng nên anh em yên tâm sử dụng nha. Anh em nào thích sự đơn giản gọn nhẹ mà chi phí lại siêu rẻ như hai em chuột này thì thêm ngay vào giỏ hàng của mình đi thôi. Nhưng mình thì mình quất luôn hai màu về dùng luôn rồi ấy chứ. Các bạn còn câu hỏi nào thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Và đừng quên follow kênh của Hacom để cùng chúng mình review thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn tiếp theo nha.